Hồi tối ngày hôm qua thì em trai Võ Việt Bân á, em có nằm mơ thì em thấy là có một cái anh, ảnh tên là Ngủ Luôn, không biết là họ gì nhưng mà cái tên của ảnh là ảnh tên Ngủ Luôn. Chắc là không biết làm sao mà ba má của ảnh lại đặt ảnh tên là Ngủ Luôn thì mình không biết. Nhưng mà chắc có thể là do ảnh có một cái sở thích là hay đi ngủ, kiểu mà hay đi ngủ rồi kiểu hay đi vô những cái nơi mà dễ ngủ rồi đó mọi người. Đó thì Võ Việt Bân nằm mơ thấy rất là rõ ràng nha, thấy có cái anh đó ảnh tên là Ngủ Luôn, ngủ quên gì đó. Thì cái anh này á, là nói chung là không biết ảnh làm nghề gì, giống như kiểu Võ Việt Bân nằm mơ mà không có rõ là làm nghề gì, nhưng mà ảnh rất là giỏi về pháp lý. Thì không biết là cái anh Ngủ Luôn ngủ quên này ảnh làm nghề gì. Thì Võ Việt Bân nó nằm mơ thấy là cái anh này nè, ảnh gọi điện cho chị Ni, ảnh gọi điện cho chị Ni, ảnh rủ chị Ni á, coi như là kiểu dụ dỗ đó, dụ dỗ chị Ni làm có một cái chớp, có một cái chớp mà khá là hời đó. Có nghĩa là giống như kiểu cái hình thức là rửa xiềng á, đó ảnh rủ chị Ni như vậy. Thì ảnh cũng đặt ra rất là nhiều những cái kiểu mà những cái lợi lộc rồi đó này nọ đó, nếu như mà hợp tác với ảnh đó ha. Tại ảnh nói với chị Ni là không có phạm pháp đồ đâu, đồ này nọ rồi đó. Cái xong rồi chị Ni suy nghĩ, chị Ni nói là ủa, ví dụ như mà kiểu mà liêm chính thì sao cái anh ngủ luôn này ảnh không ngủ dòng họ ảnh hay là ảnh ngủ bạn ảnh đâu, đúng không, mà tự dưng ngủ chị Ni. Cái chị Ni thấy cũng hơi lạ lạ. Cái xong rồi chị Ni từ chối, chị Ni kiểu mà bà Ni cho bà khôn lắm. Trời ơi, bà Ni là bà trên thương trường, là bà coi như là bà, trời ơi, trên thương trường là rất là nhiều kinh nghiệm, với lại những cái mà bị mập mờ, những cái mà kiểu sao ta, những cái mà nó không có được minh bạch đâu đó là chị Ni bà không có làm. Thì Võ Việt Bân nằm mơ rất là rõ luôn nha, Võ Việt Bân nằm mơ trời ơi, sao mà nó rõ như ban ngày như vậy luôn đó mọi người. Thì gọi điện cho chị Ni thì mới kêu là anh với em hợp tác đồ này nọ đó để mà rửa xiềng, rửa này rửa kia đó mọi người ha. Nhưng mà chị Ni từ chối, chị Ni từ chối. Xong rồi để kể cho nghe, trong cái mà kiểu mà trong cái giấc mơ đó là Võ Việt Bân thấy là chị Ni có ghi âm lại, tại vì phải phòng ngừa, phải đề phòng đúng không, tự dưng người ta đưa ra mình một cái chớp như vậy thì thật sự mà nói thì mình cũng không có biết là cái mục đích của cái người đó là gì. Nhiều khi người ta muốn gài mình hay là muốn đưa mình vô cái này cái kia đúng không, hay là muốn điều tra mình đồ này nọ đó. Chị Ni bắt khôn đó, bà ghi âm lại. Nhưng mà xui á, cho cái anh ngủ luôn ngủ quên đó là anh không có hay, anh không có hay chị Ni ghi âm, kiểu mà anh nghĩ là anh gọi bất ngờ đó, rồi chị Ni đâu có phản ứng kịp đó. Cho nên là bao lâu nay là kiểu mà không có nghĩ là chị Ni có ghi âm, nhưng mà không ngờ là chị Ni đã có chuẩn bị cho mình trước. Chứ nếu như mà mai mốt có gì cái đổ thừa rồi đúng không mọi người, cho nên chị Ni bả nhanh tay lắm, bả ghi âm lại liền, bả ghi âm lại liền mọi người, bả ghi âm lại liền. Mà nói nghe, Võ Việt Bân nó nằm mơ mà tao nói cái giấc mơ của nó sao mà nó kiểu mà nó rõ ràng. Mà thằng Võ Việt Bân này chắc nó nằm ngủ chắc cũng cả mấy tiếng đồng hồ, tại vì cái giấc mơ này nó kéo dài dữ lắm. Cho nên là nói nghe nè mọi người, có biết làm sao không, là cái vụ mà rửa rửa đó là mọi người biết cái vụ gì không, ở đâu có cái xiềng đó mà để rửa không? Mọi người có nhớ cái trận đại dịch lịch sử mà Covid đó, cuối năm 2019 rồi bắt đầu kéo dài suốt một năm 2020 đến coi như là gần cuối năm 2021 thì tình hình nó mới được kiểm soát đúng không? Một cái trận đại dịch mà làm chấn động cả thế giới và làm thay đổi rất là nhiều thứ ở trên thế giới luôn. Đặc biệt trong đó thì Việt Nam của mình chịu rất là nhiều ảnh hưởng, và mọi người cũng biết điều đó. Cái con corona đó là một sát thủ thầm lặng rất là vô tình. Và với cái con Rona này thì nó đã đến và đã mang đi rất là nhiều kiểu rất là nhiều những cái sinh mạng đó mọi người, rất là nhiều. Thì nó cũng không có phân biệt là giàu nghèo gì cả, nói chung là tại số á mọi người. Có những người có sức đề kháng rất là tốt nhưng mà vẫn không thể vượt qua, nhưng mà có những người thì họ cũng khá là yếu rồi, họ cũng có nhiều bệnh nền nhưng mà họ vẫn vượt qua được.
Tại vì cái biến chứng của corona là khôn lường, có những người có sức đề kháng rất là mạnh thì lại bị cái tình trạng mà cơn bão cytokine đó mọi người, có nghĩa là một cái phản ứng quá quá mức đó của cái kháng sinh đó, hệ hệ kháng sinh, hệ miễn dịch đó. Nếu như mà cái người nào mà có một cái hệ miễn dịch nó phản ứng quá mức, nó không phân biệt được đâu là ta đâu là địch đó, thì nó sẽ tạo nên một cái cơn bão cytokine. Thì cái cơn bão đó nó sẽ làm cho cái tình trạng mà đông đặc phổi rồi này nọ rồi đó, nói chung là nó sẽ làm cho tình trạng viêm sưng rồi rất là dữ dội luôn. Cho nên nó là cái con corona là một cái con rất là vô tình và khá là tàn nhẫn. Nó đã lướt qua và đã mang theo rất là nhiều, nói chung là rất là nhiều. Thì có những người thì họ ra đi đó, họ không có để lại bất kỳ một cái gì cả, tại vì họ quá nghèo. Nhưng mà có những người đó, họ ra đi thì họ để lại rất là nhiều tiền, rất là nhiều tài sản. Có những người thì họ ra đi thì họ đi một mình, còn có những người họ ra đi nhiều khi đi cả gia đình luôn và không còn lại ai cả, giống như kiểu không còn ai bên đời nữa đó. Thì có những người họ ra đi như vậy thì cái tiền trong tài khoản của họ đó thì nó sẽ ra sao? Nếu như mà trong trường hợp mà cả gia đình đồ này nọ đồ đó đi luôn thì tiền đồ trong tài khoản đồ đó mọi người mà không có người thụ hưởng, rồi coi như là cũng không có người thừa kế thừa ơ đồ đó này nọ đó, mọi người có hiểu vấn đề không? Đó thì trong cái giấc mơ của Võ Diệp Vân đó, thì Võ Diệp Vân có thấy rất là rõ là cái anh mà ngủ luôn ngủ quên gì đó thì ảnh có một cái ý định gì đó với những cái số tiền đó, những cái số tiền trong tài khoản đó. Thì nếu như mọi người muốn biết rõ cái giấc mơ của Võ Diệp Bân á, thì mọi người có thể vào Facebook ha, mọi người có thể search chữ Võ Diệp Bân. Thì Võ Diệp Bân đã kể là một cái giấc mơ khá là chi tiết, nói chung là cực kỳ chi tiết về cái việc mà cái anh mà ngủ luôn ngủ quên này, ảnh có một cái ý định, nó nói chung là nó hơi bị tàn nhẫn á mọi người, nó hơi bị tàn nhẫn là bởi vì có nhiều người họ đã ra đi và nói chung là một cái hành vi mà chỉ cần cảm giác như nó không có nhân văn, nó rất là kỳ cục, nó rất là kỳ cục. Nhưng mà mọi người có hiểu một cái vấn đề không, là luật nhân quả, đặc biệt rằng với những người mà có ý định mà làm cái này làm cái kia đó, với những người đã khuất đó, thì chắc chắn có một ngày sự thật sẽ được phanh phui, bởi vì linh hồn của người ta sẽ không bao giờ được nghỉ yên đâu, bởi vì họ còn rất là nhiều cái sự oan ức, cái sự khuất tất. Một người chỉ thật sự ra đi khi mà không còn vướng bận bất kỳ một điều gì cả, nhưng mà với những cái ý định xấu đối với một người đã khuất thì chắc chắn họ sẽ không thể nào ra đi được, và sẽ có rất là nhiều cái xui khiến để cho cái sự thật sẽ được phơi bày, đúng chưa? Cho nên nó làm có thể là họ về họ báo mộng cho Võ Diệp Bân hay sao á, mà Võ Diệp Bân nằm mơ rất là rõ ràng như vậy. Thì có một cái anh ngủ luôn đó, anh đã có một cái ý định rất là xấu đối với những cái tài khoản đó ha mọi người ha. Cho nên nó làm ảnh có đề nghị với chị Ni á, để mà hợp tác như vậy, và ảnh cũng nói rằng là nó không có gì cả đâu em à, nó rất là ok la. Cái xong rồi chị Ni thì nghĩ là ủa, nếu như mà tốt như vậy, ok như vậy đó, thì sao mà ảnh lại rủ mình ta, sao ảnh rủ mình ta, sao ảnh lại ưu ái cho mình ta mà không phải là bạn thân của ảnh hay là cái người khác, những người mà thương ảnh hoặc là ảnh thương, mà tại sao lại là chị Ni? Không biết là ảnh có ý định gì với chị Ni hay không, cho nên là chị Ni đã từ chối, chị Ni đã từ chối rất là thẳng thừng đó mọi người. Đó là lý do mà bữa giờ chị Cảnh cảm thấy rất là thắc mắc, đó là có một cái anh, thì nói chung là cái anh ngủ luôn này đó, ảnh cái gì ảnh cũng phi, nhưng mà ảnh rất là kiểu mà rất là hào sảng, rất là phóng khoáng đó mọi người. Ảnh giúp đỡ, ảnh đi làm từ thiện, và ví dụ như bản thân của mình đi, ok mình bỏ ra 5-10 triệu đúng không, là mình đã cảm thấy nói chung là nó cũng đã đủ rồi đó mọi người. Thì mỗi một hoàn cảnh mình giúp đỡ 50 triệu đó, còn cái anh này thì ảnh không có tính
cái năm 10 mà ảnh từ trăm trở lên không à. Đó, mặc dù ảnh là phi phi đó, nhưng mà tại sao ảnh lại có thể mà quá 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 thương người đến mức độ đó, đúng không mọi người? Mặc dù mình nhìn mặt ảnh thì cũng không có thể hiện cho mình thấy là một cái người có lòng trắc ẩn rất là dữ dội đó, cho nên chỉ cảnh cảm thấy rất là thắc mắc là tại sao cái anh này ảnh giàu quá, giống như kiểu ảnh là đại gia đó, đại gia ngầm đó ha. Thì Võ Diệp Bân nằm một cái giấc mơ mà nói chung là nó hơi bị khi mà chị Cảnh thấy cái giấc mơ, nghe đọc cái giấc mơ của Võ Diệp Bân, nó nghe Võ Diệp Bân kể lại đó, thì chị Cảnh cảm thấy nổi da gà luôn mọi người. Tại vì mọi người có hiểu không, một cái hành vi mà trong cái trận mà đại dịch lịch sử đó, thì mọi người đã biết là nó đã để lại rất là nhiều cái sự đau thương, sự mất mát rất là dữ dội. Và khi mà chúng ta chống chọi với cái cơn đại dịch đó thì chúng ta rất là hoang mang, nói chung chúng ta cực kỳ hoang mang, và chúng ta cảm thấy cái sợi dây mà giữa cái sự sống và cái ấy á, nó rất là mong manh. Và sau khi mà đại dịch qua đi thì người ta cảm giác như là tiền bạc nó đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là mình giữ được tính mạng, mình vượt qua được. Tại vì trong cái trận đại dịch đó thì mọi người có hiểu không, trong những cái lúc hoảng loạn đó thì đôi khi chúng ta có tiền chúng ta cũng không có xài được, cho nên á, lợi dụng vào những cái lúc mà hoảng loạn, lợi dụng vào những cái lúc bi đát nhất của người khác để mà có ý định nghĩ tới cái số tiền đó. Theo chị Cảnh thấy đó là một cái hành vi nói chung là nó không có đạo đức, và chắc chắn những cái tiền mà mình suy nghĩ đến cái việc đó thì nó cũng sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được, không bao giờ tồn tại được. Cho nên là có thể trời cao có mắt, và những cái linh hồn đó đã có một cái sự trừng phạt. Nói chung cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra, dù cho có che đậy kỹ như thế nào cũng sẽ có ngày lòi ra, nhất là những người đã khuất mà họ không có được kiểu không có được an yên để mà ra đi, họ còn vướng bận một cái gì đó thì sẽ có rất là nhiều thứ để mà xui khiến, đúng không? Cho nên á, miệng thì mở miệng ra thì lúc nào cũng đạo đức, cũng là một người đạo đức, một người tốt, tôi giúp đồ tôi thế này thế kia, nhưng mà thật sự mà nói có tốt hay không thì đó là một cái câu hỏi rất là lớn. Cho nên nó trong cái giấc mơ của Võ Diệt Bân là một cái giấc mơ mà chị Cảnh cảm thấy nó rất là kỳ lạ, nó rất là linh thiêng, nó rất là kỳ lạ, nó rất là huyền bí, nó kiểu mà rất là này nọ đó mọi người. Thì Chí Cảnh cũng sau khi mà Chí Cảnh đọc cái bài của Võ Diệt Bân á, thì Chí Cảnh cũng bị ám ảnh luôn, tại vì mình cứ trăn trở với những cái người đã khuất của mọi người, đặc biệt khi mà Chí Cảnh đọc tới những cái gì mà nó oan ức, nó hàm oan, nó còn này nọ là Chí Cảnh bị ám ảnh, cho nên Chí Cảnh cũng nằm mơ luôn. Chí Cảnh cũng tự dưng cái mình ngủ, cái mình lại nằm mơ luôn mọi người. Thì khi mà Chí Cảnh nằm mơ thì Chí Cảnh lại mơ thấy là chị Ni cho Chí Cảnh nghe cái đoạn ghi âm. Có nghĩa là Võ Diệt Bân á, nằm mơ là thấy chị Ni có ghi âm, có nghĩa là cái anh ngủ quên đó đó, ảnh gọi cho chị Ni thì chị Ni có bật vô ghi âm. Là Võ Diệt Bân nằm mơ tới khúc đó, xong rồi cái Chí Cảnh đọc, Chí Cảnh bị kiểu mà bị lưu lại trong cái não mình đó, thì khi mình ngủ thì mình sẽ mơ nữa, thì Chí Cảnh lại mơ thấy là chị Ni đưa cho Chí Cảnh nghe cái đoạn ghi âm đó. Thì nó rất là hãi hùng, nó rất là hãi hùng, bởi vì Chí Cảnh cảm thấy rất là lo sợ cho chị Ni, tại vì không biết là cái anh đó, anh có thật sự tốt với chị Ni hay không, ảnh gủ chị Ni như vậy là ảnh muốn tốt cho chị Ni hay là ảnh có một ý đồ gì, ảnh muốn gài chị Ni hay là ảnh muốn điều tra hay ảnh muốn làm cái này làm cái kia. Cho nên là Chí Cảnh cảm thấy cực kỳ lo lắng cho chị Ni luôn, và Chí Cảnh nghĩ rằng chị Ni cực kỳ khôn và thông minh đó, và kiểu mà chị Ni phải là một cái người mà khá là bình tĩnh và kiểu vô cảm với vật chất đó thì mới có thể nè là kiểu đủ bản lĩnh để mà từ chối, đúng không? Ví dụ như con người của mình thì ai cũng có cái tính tham nè, ai cũng có một cái gọi là thấy tiền thì nhiều khi cũng sẽ sáng mắt, đúng không? Nhưng mà chị Ni là một người không có màng tới cái đó, không có thích kiếm những cái đồng tiền mà nó kiểu mà nó không có được 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 chân chính, đó là chị Ni từ chối đó mọi người đó ha.
Thì rất là cảm ơn Võ Việt Bân, là bởi vì Võ Việt Bân có một cái giấc mơ nó khá là thú vị. Và sau khi mà đọc cái giấc mơ của Võ Việt Bân thì Chí Cảnh cũng lại mơ, và mình vô tình mình mơ ngay cái lúc mà chị Ni có ghi âm lại, và Chí Cảnh cũng 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 mơ đó, mọi người mơ nghe nghe người ta kiểu đưa ra những cái lời ngon ngọt như vậy đó. Thì nói chung là một cái giấc mơ mà rất là thú vị đó mọi người, rất là thú vị ha. Tiếp tục là kể từ khi mà những cái con người đó, những con người mà kiểu quay tới quay lui quay xuôi quay ngược đó đã sụp đổ trong lòng mọi người rồi, thì có lẽ như cái việc kêu gọi từ thiện đã không có còn thuận lợi giống như xưa. Giống như kiểu ngày xưa thì người ta thấy cái anh đó anh tốt quá, anh giúp người này anh giúp người kia, anh đi làm cái này làm cái kia thì người ta giúp đỡ, người ta gửi tiền rồi người ta thấy này thấy kia, nhưng mà kiểu không có dám công bố là người đó bao nhiêu, lúc nào cũng tỏ vẻ như là ta làm là tiền túi của cha rồi của những người bạn của cha, chứ không có bao giờ dám mở miệng ra nói là cái đó là của chị này ở đâu, chị này như thế nào, đó là của chị, rồi không có dám, không có dám. Tại vì kiểu mình phải lạnh vậy, để như ví dụ như bây giờ hai người hay ba người đi, người ta giúp cho cái vụ đó thì cái người này cứ tưởng đâu cái đó là của tôi, cái má kia cũng nói cái cầu đó là của tôi, cái má kia cũng vậy, cái cầu đó của tôi, cứ ngỡ là như vậy. Nhưng mà không ngờ là ba má mỗi má đắp vô như vậy, mà công cán thì người ta nhận hết. Cho nên có vẻ như kể từ khi mà sụp đổ thần tượng thì bây giờ không không còn được được giống như trước đó mọi người, giống như kiểu bị thất thu đó ha, bị thất thu đó. Cho nên là bây giờ kiểu mà cũng lên Chí Cảnh có nghe ai ai đó kể kể là có ai đó đi lên mà kiểu mà xin tiền rồi đó mọi người, xin tiền rồi, xin tiền chống chọn, xin tiền xin no rồi đó ha, xin tiền xin no rồi đó. Trời ơi, ta nóng quá trời quá đất, sao mà cái miệng thì mở miệng ra, trời ơi đạo đức lắm, đạo đức quá trời đạo đức luôn, cái miệng ra thì tôi giúp người nghèo, tôi làm cho người nghèo, tôi quyên góp cho người nghèo đó không biết là ở đâu, không biết ở đâu, nhiều khi dòng họ bên nội bên ngoại gì bên vợ bên chồng nữa không ha, ở đâu mà mình như mọi người đã nhìn thấy rồi đó, mọi người nhìn thấy rồi đó. Và đặc biệt rằng rất là thích khịa người ta, rất là thích moi móc người ta, tại vì biết sao không, nghĩ bụng ta si ra bụng người, nghĩ ai cũng giống như mình, cho nên lúc nào cũng nghi ngờ người ta là cái thứ nhất. Cái thứ hai là biết làm sao không, giống như kiểu nghĩ là thấy người ta được có mọi người rồi sao mà khó chịu, là phải một mình tôi được góp được này kia chứ người khác là không có chịu, khó chịu, giống như kiểu ganh tị á mọi người, là phải một mình tôi chứ bây giờ là có thêm hai ba người khác là không có được, thấy ai mà có nguy cơ mà được mọi người thích giúp đỡ, thấy ai mà được yêu thương một cái là sợ, sợ người ta giúp cho cái người đó, phải giúp cho một mình vậy đó. Tiếp theo á, trong cái giấc mơ của Võ Việt Bân á thì cũng có một cái chi tiết mà Chí Cảnh cảm thấy nó vô cùng linh thiêng á, là Võ Việt Bân có nằm mơ á, là thấy có cái anh ngủ luôn ngủ quên gì đó, thì nói chung là ảnh ảnh muốn á là chị Ni với Hồng Loan á lên chiếc siêu xe của ảnh, lên chiếc siêu xe của ảnh để anh chở đi chơi, kiểu mà chở đi du lịch hay là chở đi đâu đó, là cái anh ngủ luôn ngủ quên gì đó là ảnh mời, ảnh muốn chị Ni với Hồng Loan đi lên chiếc xe của ảnh. Nhưng mà không biết cái chiếc siêu xe nó kiểu mình nó xịn tới cái cỡ nào đó, nhưng mà không có ngờ là khi mà chị Ni với Hồng Loan lên nó thì cái chiếc siêu xe đó nó không có đề được, nó nằm yên một chỗ kiểu mà nó phản chủ á. Cái xong rồi á, Võ Việt Bân mơ á là chú á, chú Vũ Linh á, chú khiến cho cái chiếc xe đó nó không có chạy, nó không có đề được, tại vì chú không muốn con chú lên trên đó. Chú giống như kiểu ngay từ đầu là chú đã không có thích rồi, cho nên là chú đã ngăn cản liền. Mọi người thấy không, thấy không, thấy không, trời ơi sao mà nó linh thiêng dữ vậy, đúng không mọi người? Bây giờ mọi người thấy nó linh thiêng dữ chưa, tự nhiên cái một chiếc siêu xe là xịn ô là xịn luôn, cái tự dưng cái không để được, không để được thì sao mọi người,
có phải là chú không, có phải là chú không muốn không, chú không muốn là chú không cho đề không, chú không cho đề, chú không đề lên đúng không? Cho nên là cái giấc mơ của Võ Diệt Bân là một cái giấc mơ mà khá là linh thiêng. Thì Võ Diệt Bân nằm mơ thấy như vậy luôn, thấy là có một cái anh ngủ luôn ngủ quên nào đó, ảnh mời chị Ni với lại Hồng Loan lên chiếc xe của ảnh để đi du lịch, kiểu mà chạy đi vòng vòng Sài Gòn chơi hay gì đó mà không đề được, không đề được. Rồi cuối cùng là chị Ni với Hồng Loan leo xuống và đi sang một chiếc xe khác đó. Cho nên nó làm chứ cảm thấy ha, trong cái câu chuyện này thì nó khá là tâm linh đó nha, nó khá tâm linh và nó rất là kỳ bí, nó rất là kỳ kỳ diệu luôn đó, rất là kỳ diệu luôn á mọi người. Thì Võ Dược Ba cũng nằm mơ là thấy là cái anh ngủ luôn này, thì thật sự mà nói thì giống như kiểu bây giờ thì cái thời tiết nó rất là nóng, nó rất là nóng, cho nên thì cái anh ngủ luôn này thì ảnh hầu như ảnh không có thích ở ngoài, ảnh thích đi vô phòng riêng đồ, giống như kiểu phòng kín đồ hay là khách sạn đồ này nọ rồi đó cho nó mát đó. Thì mình cũng chẳng hiểu là tại sao Võ Dược Băng lại nằm mơ như vậy, không biết là có điềm gì hay không mà không biết là có ai về báo mộng gì cho Võ Diệt Bân hay không, mà không biết là trong quá khứ có ai đó đã từng bị oan ức gì hay không đó mà lại báo cho Võ Diệt Bân một cái giấc mơ mà chiếc cảnh cảm thấy nó khá là thú vị đó mọi người, nó rất là bí mật như vậy. Thì qua đây cho thấy rằng á, chỉ có những con người có đạo đức và có một cái sự thành thật, có một tình yêu thật sự và đừng có mở miệng nói là à, tôi đến vì tôi yêu thương hay là tôi đến vì tôi thế này thế kia. Mình như thế nào thì để thời gian sẽ trả lời đúng không mọi người? Mình tốt, mình đẹp, mình ra sao á thì thời gian sẽ trả lời. Và chỉ cảm thấy là thời gian cũng đã dần trả lời rồi đó, bản chất con người đã dần lộ ra rồi. Khi mà đụng tới cái quyền lợi hay là đụng tới tiền bạc chén cơm đồ này nọ rồi đó thì có rất là nhiều người đã lộ rõ bản chất, cho nên á thời gian không làm thay đổi bản chất và tiền bạc sẽ làm lộ rõ bản chất. Khi mọi người muốn nhìn thấy bản chất của một con người á, thì mọi người cứ đụng đụng tới tiền một chút xíu hay là đụng tới chén cơm đi thì họ sẽ lộ ra liền, họ sẽ lộ ra liền. Ví dụ như à, họ thấy là bán hàng đồ mà cùng mặt hàng với họ nè, hoặc là giá rẻ hơn họ nè hay thế này thế kia thì họ sẽ nhảy dựng lên, mặc dù trước đó họ nói là họ yêu thương, họ ủng hộ, họ bảo vệ gì đó đúng không, nhưng mà chỉ cần đụng tới cái chuyện đó một cái là nhảy dựng lên. Như vậy đó thì nó sẽ lộ ra bản chất liền. Chứ ví dụ như chiếc cảnh đi, chiếc cảnh bị so sánh về giá cả đồ này nọ đồ đó, chiếc cảnh cũng nhiều khi chiếc cảnh cũng bán bị trùng trùng mặt hàng đồ mà mọi người đúng không, nhưng mà có một cái là chiếc cảnh bán rất là mắc. Thật sự mà nói thì chiếc cảnh bán rất là mắc mọi người, thì cũng nhiều lần chiếc cảnh cũng giải thích rồi là tại vì do cái phí vận chuyển của chiếc cảnh nó rất là cao, tại vì tôi nhập một lần có một thùng à, xong ảnh đi đường bay nữa, cho nên là trời ơi, một thùng bán ra thì nói chung là trừ cái chi phí mà chuyển về á là bán ra là không có lời nhiều lắm mọi người, không có lời. Với lại tôi là tôi sợ bị bơm hàng, tôi là tôi sợ bị bơm hàng cho nên đó là tôi phải tính vô cái giá. Ví dụ như là ví dụ như chiếc cảnh bán được cho người này rồi xong rồi cái người kia bơm hàng thì còn lấy cái lời này để bù cho cái kia, rất là sợ bị bơm hàng, tại vì thường chiếc cảnh sẽ không có bắt khách đặt cọc, tại vì có nhiều người không có đặt cọc được, không có biết đặt cọc, và cả những khán giả mà thương chiếc cảnh hầu như những người lớn lớn nhiều không có biết chuyển tiền, không có biết cọc, không có biết chuyển khoản, cho nên tôi hay bị bơm hàng lắm, mà mỗi lần mà hàng mà về là bị hư, tại vì gửi đi cái xong rồi gửi về thì trong cái quá trình mà gửi đi thì shipper họ còn nâng niu cái món đó để cho tới khách thì khách còn cảm thấy nó mới phải không, nhưng mà cái về á, cái mà hoàng về á thì lúc đó là hàng đã tả tơi rồi, hàng đã bị quăng tùm lum, nó méo mó, nó nhiều khi về tới là bỏ luôn á, cho nên mình phải dự trù được những cái rủi ro, những cái chi phí đó nữa mọi người. Chứ mọi người đừng có nghĩ rằng một món là chỉ cần lời 20 là được rồi, 20 là được rồi đúng không, nhưng mà mọi người không có biết là trong cái chuyện bán hàng đó mình có rất là nhiều cái chi phí
tiền băng keo rồi tiền livestream rồi tiền ngồi đó rối đơn hàng rồi gọi điện rồi đủ thứ hết trơn hết trọi rồi bom hàng rồi trừ chi phí vận chuyển đủ thứ tiền đó. Và đặc biệt á là những người mà bán nhiều á, bán coi như là một ngày mà đi mà đơn mà khoảng mấy trăm đến 1.000 đơn rồi đó thì ok, ví dụ như họ sẽ lấy cái số lượng nhiều đó thì họ sẽ đắp qua lợi ích, nhưng mà nhờ số lượng thì cũng được. Còn tôi đó, tôi nói thiệt chứ nhiều khi một ngày tôi không có đơn nào luôn. Nhiều khi một ngày tôi không có đơn nào luôn đó, mọi người thấy dạo này chỉ cần không có giới thiệu hàng hóa nào luôn đó, đúng không? Không có đơn nào luôn, rồi lâu lâu á được 2 đơn, rồi lâu lâu được 3 đơn, được 5 đơn, tại vì chỉ cần làm biến bán. Tôi làm biến bán lắm, tôi ít livestream bán hàng lắm mọi người. Còn bữa nào tôi rảnh rảnh đó, thì tôi mới giới thiệu hàng đồ vô đồ đó. Chứ bình thường là chỉ cảnh không có bán mọi người, tôi lười bán lắm, tôi không có bán. Cho nên là chỉ cảnh mới kiểu mà gán tập trung làm YouTube thôi đó, kiểu mà gán làm. Rồi tại vì nhiều khi mình lên mình bán rồi người ta không có vui với mọi người, người ta nói trời ơi lên để bán hàng mắng ơ rồi, cho nên chỉ cảnh không có bán hàng. Cho nên cái chuyện mà bán như được hay không được đối với chị cảnh không có quan trọng, cho nên chị cảnh không có cảm thấy mà kiểu khó chịu khi mà người ta bán giống mình rồi người ta bán rẻ hơn mình rồi, thì nó không có. Đặc biệt rằng chị cảnh rất là mừng khi mà những anh chị bán được, thật cái này nói thật luôn á, bán được tôi mừng lắm. Tôi không có quan trọng mọi người. Còn cái chuyện mà cô chú anh chị thương chị cảnh, phải không, thấy chị cảnh dễ thương rồi tội nghiệp quá mua ủng hộ chị cảnh là nhiều. Thường á là khán giả mua là tại vì thương tôi đó, tội nghiệp tôi, thấy tôi kiểu mà bị thế này thế kia rồi mua ủng hộ đó. Và chỉ cảm thấy không có kiểu không có quan trọng đâu mọi người, một ngày bán 1 đơn cũng được, 2 đơn cũng được, thậm chí không có đơn nào cũng được, nó không có sao hết trơn. Trời ơi, tôi không có quan trọng đâu, tôi không có ham bán hàng, là tôi làm biến bán lắm, làm biến bán dữ lắm. Cho nên là bây giờ là tôi còn kem đánh răng với lại lăn khử mùi đó, má nào mà thương tôi á mua ủng hộ nha, 270.000 một tiếp nha, kem đánh răng của Mỹ siêu trắng nha, red siêu trắng 270, còn lăn khử mùi là 350 giảm xuống còn 250 nha, siêu thơm luôn, nó thơm cực kỳ thơm luôn á, và nó không có bị ố áo vàng áo và nó giúp cho mình khô thoáng á mọi người, cực kỳ tốt luôn á. 250.000, 350 mà giảm xuống còn 250, bán lẹ cho hết, đang đi về quê đó mấy má, đang bỏ nghề luôn không có bán nữa nha. Ai mà thương thì mua giúp chí cảnh, số điện thoại là 0938 386787 nha. Tôi đã mua đi rồi xong tôi nghỉ bán và bữa tôi rảnh tôi dạy dỗ nha nha mọi người nha.